có rất nhiều chat xinh gái đẹp. Đúng. Thế anh có đẹp không? Hả? Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Cũng được đó. Hình như em cần vitamin A để cho mình sáng mắt ra. Thu Hà nói em vừa đi đâu nhỉ? Em đi Hàn Quốc. Đi du học Hàn Quốc ạ. Em đi du học Hàn Quốc. Em đi Hàn Quốc. Nhìn em xinh gái như thế này cho anh xin đi tư được không? Dạ không ạ. Nụ cười đã mất đằng sau nước mắt. Em tên là Trang ạ, 20 tuổi, em đến từ Nghệ An. Em tên là Khánh, đến từ Hà Tĩnh, sinh năm 2003. Thảo, sinh năm 2003, ở Hải Dương ạ. Điểm đến tiếp theo của em là gì nhỉ? Trường Kiều Nghiên THKO. Trường đại học Catholic ạ. Trường đại học Catholic ạ. Kiều Nghiên THKO ạ. Nếu hôm nay được đứng ở đây thì em đã mất bao nhiêu? 114 triệu ạ. 114 triệu ạ. Bao gồm những gì nhỉ? 1 năm học phí, 6 tháng ký túc xá. 4 triệu 8 tiền học phí và 1 triệu 2 tiền ký túc xá. 113 triệu ạ. Gồm 1 năm học phí và 1 năm ký túc xá. Sau khi ra visa, em đóng cho trung tâm Alpha là bao nhiêu tiền? 75 triệu ạ. 75 triệu ạ. 75 triệu. 70 triệu. Tại sao các bạn lại đóng 75 triệu còn em đóng 70 triệu? Em đạt tục vinh 2 ạ. Ăn ngay cây học bổng 5 củ trên thang điểm 10 thì em cho Alpha là bao nhiêu điểm? 10 điểm. Không có nhưng uy tín, chất lượng, đẳng cấp. Không quảng cáo. Không ạ.